Và chào mừng quý vị trở lại kênh review đồ gỗ Tùng Táo nhé. Và thì đây là đúng 4 giờ ngày 26/9/2019 này. Thì tôi đang bàn giao cho bác Bằng Lăng ở khu 11 xã Sơn Tịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đây. Chiếc sập thờ chất liệu gỗ vụ chân 20 có kích thước và một dài 1m97, rộng 1m07, cao 1m17, chân 20, đục tứ linh lệch. Và nhìn nó rất là chững chạc. Và đây thì đi vào chi tiết hơn quý vị xem, nét đục rất là tinh tế nhá. Và đây là hàng siêu đẳng cấp của chúng tôi đấy, mẫu tứ linh lạch và một bên rồng một bên phượng. Các bạn ơi, và kiểu anh cho kỷ niệm bác đấy, bác đứng ở góc kia đấy, trên hình ảnh quý vị đây là bác chủ nhà đây nhá, bác Bằng Lăng chủ nhà đây nhá, khu 11 xã Sơn Tịnh, huyện Cẩm Khê. Còn thấy nhìn cái nhìn thấy chữ trà không bác? Đây là quá chuẩn rồi. Vâng, quá nhá. Vâng, thì nó chân thành cảm ơn gia đình bác Bằng Lăng nhá, và đã tin tưởng và đã sắm đồ của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhá. Vâng, thì xin cảm ơn bác gia đình. Được. Vâng. Và hình thức là tuyệt vời đấy. Vâng vâng. Có vị nào thì có nhu cầu thì cứ tham khảo thêm cái sản gỗ Tùng Tám nhá. Vâng vâng. Vâng, thế xin cảm ơn bác nhá. Vâng.